quý vị và các bạn, trong chương trình Câu chuyện Kinh tế phát sóng ngày 21 tháng 4 với chủ đề Câu chuyện từ những dự án treo, chúng tôi đã đề cập tới hệ lụy của các dự án ôm đất đến cuộc sống của người dân trong vùng dự án. Trong chương trình hôm nay, tiếp tục với phần 2 của chủ đề này sẽ là những mong mỏi của người dân cũng như chính quyền địa phương về giải pháp đối với những dự án treo. Theo số liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng, trên địa bàn thành phố có hơn 6.000 tổ chức doanh nghiệp sử dụng đất với tổng diện tích hơn 64.700 ha. Nhưng trong đó chỉ có hơn 3.000 tổ chức được giao đất cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất với diện tích hơn 15.500 ha sử dụng đúng mục đích. Như vậy là có tới hơn 75% diện tích đất do các tổ chức doanh nghiệp sử dụng không mang lại hiệu quả kinh tế xã hội. Kết quả rà soát từ năm 2008 đến nay, có 375 tổ chức doanh nghiệp sử dụng hơn 796 ha đất có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai năm 2013. Cụ thể, chuyển nhượng trái quy định pháp luật diện tích 6,79 ha, để bị lấn chiếm đất đai diện tích 12,89 ha, lấn chiếm đất đai diện tích 15,77 ha, chưa đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất diện tích hơn 148 ha, cho thuê mượn trái quy định pháp luật diện tích hơn 49 ha, sử dụng không đúng mục đích gần 10 ha. Mặc dù đã có nhiều biện pháp nhưng kết quả thu hồi đất vi phạm của các tổ chức doanh nghiệp vẫn còn quá ít. Bởi số vi phạm là vài trăm nhưng số xử lý chỉ là vài chục. Doanh nghiệp ngoài việc đổ lỗi cho tình hình kinh tế khó khăn lại thêm vài lần điều chỉnh quy mô dự án, vài lần điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư hoặc cứ cơ quan chức năng chuẩn bị kiểm tra thì lại triển khai một vài hạng mục nhỏ khiến việc xử lý thêm phần khó khăn. Những dự án chậm triển khai gây lãng phí lớn về tài nguyên đất, làm thất thoát một khoản tiền thuế sử dụng đất không thu được từ nhà đầu tư, đặc biệt gây bức xúc trong nhân dân. Thực tế cho thấy, công tác quy hoạch sử dụng vẫn còn nhiều hạn chế, thường xuyên thay đổi dẫn tới việc quy hoạch đất tràn lan, song việc sử dụng đất lại kém hiệu quả. Đáng nói hơn, trong xây dựng cơ bản, việc triển khai xây dựng các dự án đầu tư phát triển nhà ở khu dân cư, khu công nghiệp vẫn còn kéo dài gây lãng phí. Những khu đô thị mới như dự án khu đô thị mới ngã năm sân bay Cát Bi, dự án khu đô thị nối đường Lạch Tray Hồ Sen Cầu Giào 2, khu đô thị Cựu Viên, khu nhà ở Anh Dũng, rất nhiều những dự án đã đi vào hoạt động ngót 20 năm, nhưng tỷ lệ đất chưa đưa vào sử dụng chiếm rất cao. Ở nhiều vị trí đắc địa sinh lợi cao từ các quận đến các huyện và ngay ở những tuyến phố lớn là hàng loạt các dự án chiếm chỗ, san lấp rồi bỏ không, san lấp mặt bằng rồi quây tôn, xây dựng dở dang rồi bỏ hoang. Dự án nào khá hơn là mỗi năm chủ đầu tư xây dựng một phần hạ tầng, trồng thêm vài cây xanh, tỉa cỏ, một vài hạng mục được xới xáo để chứng tỏ dự án vẫn đang trong quá trình triển khai. Lời hứa về những khu vui chơi giải trí, làng biệt thự cao cấp, khu nghỉ dưỡng, khu nhà ở, đô thị sinh thái, nhà hàng khách sạn, trung tâm thương mại sau hàng chục năm chưa được tạc hình hài. Lời hứa phát triển kinh tế địa phương, mỗi năm sẽ đóng góp nhiều tỷ đồng cho ngân sách thành phố, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, giờ đây là thất thu thuế, lãng phí tài nguyên đất, ô nhiễm môi trường, lấy đi cơ hội của nhiều nhà đầu tư khác. Không làm được 7 cái quyền trong cái quyền sổ đỏ của mình. Cái này rất bức xúc. Như nhà tôi bây giờ làm từ năm 1980 cho đến bây giờ. Quả nó đổ xuống mà chết người thì ai chịu trách nhiệm? Từ ăn treo, từ cứ bỏ ruộng hoang, không làm ăn thì được bỏ, không có thu nhập. Thì bây giờ thì hỗ trợ cho bà con chúng tôi. Để từ bao nhiêu năm bây giờ không có thu hoạch gì cả. Nói chung là chúng tôi thì có tuổi rồi. Cơ quan xí nghiệp hay là những công ty thì cái tuổi như mình thì người ta cũng không thể lấy vào để làm việc nữa. Thế nhưng mà thôi thì về các con cháu mình thì lớp trẻ thì các cháu cũng mong muốn là về sau là các dự án có làm vào đây thì cũng làm sao mà tạo điều kiện để cho con em chúng tôi coi như là có một cái công ăn việc làm nó ổn định. Để sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, việc lựa chọn chủ đầu tư để giao đất cho thuê đất là giải pháp thiết thực nhằm hạn chế những dự án ôm đất, những dự án treo. Chính sách thu hút đầu tư cởi mở nhưng cần bước thẩm định chặt chẽ và minh bạch đối với các nhà đầu tư, tìm hiểu về năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ cam kết và theo dự án đầu tư. Đặc biệt, cần có sự kiên quyết hơn nữa của thành phố đối với những dự án sử dụng đất mà chủ đầu tư không thực hiện đúng theo dự án đầu tư. Cán bộ địa phương cũng như là người dân cũng rất là đồng tình, ủng hộ để cho những cái tập đoàn lớn mà có cái tiềm năng để và thực hiện ở địa phương, cái nhất là cũng nhanh triển khai dự án và cái thứ nữa là cũng tạo điều kiện để công ăn việc làm cho nhân dân địa phương. Khi mà
phê duyệt để cho dự án về địa phương thì cũng mong rằng kiểm tra cái tính khả thi của dự án để tránh ảnh hưởng đến thiệt hại đến kinh tế của nhân dân và cũng như là cái về địa phương. Nguồn tài nguyên rất là lớn mà không thực hiện dự án thì rất là thất thoát về tài sản ngân sách của nhà nước từ cái nguồn thu về thuế. Người dân thì cũng rất là mong muốn làm sao khi mà cái công trình phát triển được ấy, thì nó sẽ kéo theo một loạt những cái sự phát triển chung của quận cũng như của địa phương. Do vậy mà chúng tôi cũng mong muốn làm sao thành phố sớm có những giải pháp đôn đốc, chỉ đạo rồi xử lý kiên quyết. Không tính toán được những thiệt hại kinh tế cho người dân khi dự án có thu hồi đất nhưng treo trong nhiều năm. Trong khi các doanh nghiệp khi sử dụng đất đai sai mục đích, thực hiện các biện pháp di rời để trả lại đất cho nhà nước thì lại được tính bồi thường và hỗ trợ. Đang có những nghịch lý trong việc khai thác và sử dụng tài nguyên đất cũng như trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các dự án có sử dụng đất. Luật đất đai 2013 đã quy định xử lý mạnh tay đối với chủ đầu tư vi phạm pháp luật về đất đai. Luật cho phép dự án chậm tiến độ hơn so với quy định hiện hành 24 tháng. Chủ đầu tư phải nộp khoản tiền tương ứng với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong thời hạn đó. Nếu hết 24 tháng mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng, thì nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất. Luật thì đã có, nhưng việc thực thi luật vẫn khó. Tuy nhiên, lãng phí tài nguyên đất, trong khi đây là nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội và phục vụ mục tiêu an sinh, cần có sự quyết tâm và giải pháp đồng bộ trong thực hiện. Tôi hy vọng là thành phố lần này đã đưa ra thì sẽ làm cụ thể, làm đến nơi đến chốn để đáp ứng được mong mỏi của nhân dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp. Mà hiện nay là quận Hải An là một trong cái địa bàn mà chúng tôi được biết ấy, là còn rất nhiều cái dự án gọi là dự án treo. Mong là các cấp chỉ đạo làm cho rõ ràng và làm cho nó cụ thể để tạo được cái lòng tin cho cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Trong giai đoạn 2016-2017, theo kế hoạch, thành phố Hải Phòng sẽ tiến hành thu hồi đất đối với 40 tổ chức doanh nghiệp vi phạm pháp luật về đất đai với diện tích gần 300 ha. Tuy nhiên, quá trình thu hồi đất các dự án vi phạm cũng đang có không ít những vướng mắc. Trong quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi thấy rằng cái vướng mắc khó khăn lớn nhất là sự phối hợp của người sử dụng đất không cung cấp hồ sơ. Thứ hai là không phối hợp với đoàn trong quá trình kiểm tra như việc khảo sát, ký hồ sơ văn bản. Thậm chí có những trường hợp mình không cử người, không ký biên bản sau kiểm tra. Có những trường hợp chúng tôi phải thực hiện những cái biện pháp hành chính. Những dự án treo, dự án đắp chiếu không còn là câu chuyện xa lạ trong nhiều năm qua, gây bức xúc trong dư luận và cũng đặt ra nhiều thách thức với thành phố trong việc sử dụng quỹ đất hiệu quả cho mục tiêu phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Những dự án treo gây lãng phí tài nguyên đất, thất thu thuế, ảnh hưởng tới kế hoạch phát triển kinh tế các địa phương có dự án. Và quan trọng hơn là trong khi nhiều dự án bỏ hoang thì ở nhiều nơi người dân lại không có đất để canh tác. Lãng phí kép từ các dự án vi phạm pháp luật về đất đai cũng như những hệ lụy mà những dự án ôm đất cho thấy cần phải có những giải pháp quyết liệt cho việc thu hồi đất theo tinh thần nghị quyết 06 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Tính hiệu quả minh bạch trong công tác quản lý nhà nước đối với tài nguyên đất là mấu chốt quan trọng nhất để từng bước hạn chế những dự án treo. Cùng với việc quy hoạch phát triển kinh tế, kế hoạch sử dụng đất cần được giám sát chặt chẽ, tuân thủ phê duyệt chiến lược phát triển mỗi giai đoạn đã đề ra. Hải Phòng đã và đang trở thành khu vực phát triển năng động của cả nước từ hoạt động cảng biển, công nghiệp và dịch vụ. Do đó, để sử dụng hiệu quả quỹ đất cho phát triển kinh tế, vấn đề quan trọng hiện nay là chấm dứt tình trạng vẽ dự án chiếm đất, lành mạnh hóa môi trường đầu tư để phát triển gắn với sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình Câu chuyện kinh tế của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kỳ sau.